Và những cái cây đường bầu này, đường nhị này, hoặc là những cái mic không dây này, những cái bộ đeo tai để hát để nói, và bộ biến nhiều lỗ mic và bộ tai âm tai tiếng cho đường, trước khi con giao cho các bác thì con test kỹ cũng rất rõ ràng, các bác cứ yên trí. Đây là những cái bộ này ngày hôm nay con đi giao này, thì con đã test xem là con mới đi giao cho tất cả các bác cây đường bầu và một cây đường nhị, con vào hộp rất là kỹ lưỡng, rất là kỹ lưỡng cho tất cả các bác cứ yên tâm chuẩn bị mà nhận hàng rồi về mình cứ sử dụng. Có cái gì đấy những cái câu đường bầu, những cái câu đường nhị này, các bác muốn có thêm kinh nghiệm thì các bác cứ ai biết cho con là con sẽ gỡ ghém cho tất cả các bác những cái clip, cái kinh nghiệm cũng như là những cái bài đường hay để cho tất cả các bác nghi đi nghi lại, và các bác được 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 rút kinh nghiệm thêm cho nó được thành công tốt đẹp nha tất cả các bác. Dụng cụ bên âm nhạc là con đều có đủ, với con cung cấp hết cho các bác. Rất cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ con, và mọi thắc mắc các bác cứ ai biết riêng cho con nha các bác.